Chương lý 55. Chơn như. Trong Kinh Kim Cang, trưởng lão Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Như Đức Thế Tôn thật là ít có. Đức Như Lai vốn hay ủng hộ chư Bồ Tát bằng tư tưởng lành, vốn hay đem điều lành mà phó thác lại cho chư Bồ Tát. Bạch Đức Thế Tôn, như có bậc trai lành gái tính, quyết phát tâm cầu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nên trụ vào đâu? Nên hàng phục cái tâm như thế nào? Đức Phật bèn phán với Tu Bồ Đề rằng: Chư Bồ Tát, Ma Ha Tát, nên hàng phục cái tâm như thế này. Đối với tất cả các loài chúng sanh, dầu là loài sanh từ trong trứng, dầu là loài sanh từ trong thai, dầu là loài sanh dưới nước, dầu là loài sanh hóa, dầu là loài có hình sắc, dầu là loài không hình sắc, dầu là loài có tư tưởng, dầu là loài không tư tưởng, dầu là loài chẳng phải có tư tưởng mà cũng chẳng phải không tư tưởng, thì ta cũng diệt độ cho tất cả đều đắc nhập cảnh niết bàn trọn vẹn. Như vậy là diệt độ cho vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh đắc nhập niết bàn. Nhưng thực ra không có chúng sanh nào được diệt độ cả. Tại làm sao? Này Tu Bồ Đề ơi, nếu Bồ Tát mà có tướng mình, tướng người, tướng chúng sanh, tướng mạng số thì chẳng phải là Bồ Tát. Như thế nghĩa là bậc Bồ Tát thay thế cho Phật diệt độ chúng sanh là phải thệ nguyện độ cho tất cả chúng sanh bình đẳng, nhưng mà tâm hằng giữ chơn như đại định, như kim cang bất hoại, như võ trụ chơn không, đạo đức bao trùm tất cả, nhưng mà cái thể của nó lúc nào cũng tự nhiên vắng lặng không không, không vọng động, không ranh mé toán số chi hết. Cái tâm của người phải là võ trụ chơn nhơn như vậy, chứ đừng chấp có nơi sự việc. Tâm như thế mới thật gọi là to lớn, phước đức như thế mới gọi là không cùng, ấy gọi là kim cang. Sau đó Đức Phật giải thêm rằng: Bậc Bồ Tát có theo pháp mà làm việc bố thí thì không còn nên nương dựa vào đâu hết. Không nên nương dựa vào tướng của sáu trần là hình sắc, tiếng tâm, mùi vị, xúc động và pháp ý mà bố thí, thì phước đức không thể suy tính đo lường, cũng như không thể suy tính đo lường cõi hư không về phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, bốn phương kế cận, phương Thượng và phương Hạ. Tâm bố thí mà không trụ vào hướng, không cố chấp, thì phước đức cũng không ranh mé toán số y như vậy. Đức Phật lại dạy rằng: Phật là cái chân như Như Lai, là chẳng vọng động bổn lai, chứ không phải thân tướng là Phật. Cũng như Ngài không cố chấp cái quả chi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, và cái pháp chi cần phải thuyết, vì Ngài không cố chấp bốn tướng, tâm chỉ hằng chơn như đại định thôi. Ngài không cố chấp quả chi hết là vì tâm của Ngài đã thật giải thoát trọn vẹn, không còn dính mắc vào đâu cả. Nên Ngài gọi rằng: Dứt bốn tướng ấy tức thành Phật. Phước đức lớn hơn hết. Cũng như cái thực là cái không có hình tướng, cái nhiều là cái chẳng suy lường, cái lớn là cái không xem thấy, cái có là cái không giữ gìn, cái không hư hoại là chơn như võ trụ. Cái ấy mới gọi là cái của bậc giác ngộ. Phật là tâm của Phật, chơn tâm không vọng. Kìa, như trong Tâm Kinh, bài kinh nghiệm của tâm, trong cái chơn không mực trung không vọng, thì đâu có chi là cái có hay không cái sắc thân, thọ cảm, tư tưởng, hành vi, thức trí của ngũ uẩn. Tâm đã là định chơn như, thì trong đó đâu có chấp biết gì. Sanh, già, bệnh, chết, sáu căn, sáu trần, sáu thức, khổ, tập, diệt, đạo. Như vậy thì đâu còn có pháp gì là vô minh, đâu có cái trí, cái đắc mà mong muốn niết bàn. Vì bởi tâm định chơn như tức là niết bàn Phật rồi. Giác ngộ như thế nên không còn có chi tìm cầu cả. Ba đời chư Phật, cái tâm đều y như vậy nên mới thành Phật. Ấy là cái trung tâm,
trụ cốt, chỗ đến, đặc điểm của tất cả chúng sanh đó. Lại như trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy ông A Nan rằng: đèn chẳng qua là cái phô bày sắc tướng ra được, mà không phải thấy được. Cái thấy được sắc tướng ấy là mắt vậy. Cũng như con mắt là cái phô bày sắc tướng ra được, nhưng thấy được sắc tướng ấy là lòng, chứ không phải con mắt thấy được. Ngài gọi rằng hết thảy chúng sanh không thành được chánh giác, và cũng không thành được A-la-hán, đều bởi khách trần làm cho lầm lạc. Vì khách trần ví như người đi đường, đói ghé quán cơm, tối vào tiệm ngủ, ăn ngủ xong rồi lại ra đi nữa. Nếu không đi đâu, cứ ở nhà mãi, ấy là chủ nhà, có nghĩa là chơi. Mà bởi không ở lại mới kêu là khách, có nghĩa là giọng. Còn trần nghĩa là bụi, như ban mai mặt trời mọc, yến sáng dọi vào những lỗ trống trong nhà, thấy bụi bay xao xuyến đầy giữa hư không, nhưng hư không vẫn im lặng, có nghĩa là chơn. Còn bụi cứ xao xuyến, nghĩa là giọng, bởi nó xao xuyến mới kêu là bụi. Khi ấy Phật bèn giơ tay rồi nắm lại, xè ra, hỏi A Nan rằng: ngươi thấy gì không? Thưa, thấy Phật giơ tay rồi xè ra, nắm lại. Tại bàn tay. Khách. Ta xè ra nắm lại hay tại cái thấy? Chủ. Của ngươi có xè ra nắm lại? Tại bàn tay Phật. Cái nào động và cái nào tỉnh? Bàn tay của Phật động. Giọng. Cái thấy của con tự nhiên. Chơn. Không có cái tên tịnh thay, huống chi lại có cái tên động. Phật khen rằng: phải. Bấy giờ Phật lại giơ tay chỉ về phía hữu. A Nan quay đầu ngó phía hữu. Phật lại chỉ qua phía tả. A Nan quay đầu ngó phía tả. Phật bèn hỏi rằng: A Nan, đầu ngươi tại sao dây động? Tại thấy Phật chỉ hai bên, con ngó qua ngó lại, cho nên đầu mới dây động. Tại cái đầu của ngươi động hay tại cái thấy của ngươi động? Cái thấy chủ vẫn tự nhiên. Chơn. Tại cái thấy đầu khách nó dây động. Giọng. Phật khen rằng: phải. Bấy giờ Phật bảo hết thảy tăng chúng rằng: cũng có người biết cái sao xuyến ấy là bụi, mà chưa hiểu cái hư không đựng chứa bụi ấy, nó vẫn yên lặng tự nhiên. Biết kẻ không ở lại ấy là khách, nhưng không biết người dung nạp khách ấy là chủ nhà, không dời, không đổi. Vậy các ngươi hãy xem cái đầu của A Nan, tại nó dây động, và tại bàn tay của ta nắm lại, xè ra, nhưng cái thấy nó vẫn tự nhiên, không có chút gì thay đổi. Cái tự nhiên yên tịnh, không đổi, không dời ấy, chính là cái chân tâm của các người vậy. Cớ sao các ngươi quên mất cái đó, lại những cái sống chết làm mình, cái biến đổi làm cảnh, mà phải luân hồi mãi trong dòng sanh diệt vô thường? Ấy cũng bởi các ngươi tự mình chuốc lấy mà thôi. Như thế tức là Đức Phật dạy bảo chúng ta nên hãy nhận ra cái chân như võ trụ đạo đức không vọng động, không không vắng lặng, tự nhiên chân thực, làm tâm, làm trung tâm trụ cốt chỗ đến. Kìa, như cái biết của ta nó cũng vốn là tự nhiên không vọng động, và từ nơi tự nhiên không vọng động có sẵn từ lâu, tự hồi nào, chớ nào phải mới có hiện tại đây. Vì nếu không có trước kia thì bây giờ đâu có. Sở dĩ trước kia nó chưa xuất lộ ra, chưa tập thành tướng, là chính nó đang ở ẩn trong các pháp chúng sanh vạn vật đó thôi, nên gọi là cái sống biết linh, có sẵn nơi chúng sanh vạn vật các pháp, vốn là tự nhiên ở trong võ trụ. Thế nghĩa là cái biết của chúng sanh đã có, đang có, sẽ có, chớ chẳng phải không. Nó là cái có sanh ra, có sẵn ở trong võ trụ hư vô chơn như đạo đức, và cũng là chơn như đạo đức võ trụ hư vô đang có sẵn ở trong mỗi cái. Bởi đó nên lắm kẻ gọi chơn như là chúa tể các pháp, là tâm của chúng sanh,
là chỗ đến của tất cả, là cái Phật của bậc giác ngộ. Người ta cũng nói Chơn Như là Ngọc Đế, là Cao Thượng Đế, nghĩa là Chơn Như là pháp quý báu như viên ngọc, là pháp cao thượng hơn hết. Đế nghĩa là thẩm xét. Cao Thượng Đế nghĩa là pháp thẩm xét cao thượng, hay Ngọc Đế là pháp thẩm xét báu quý như châu ngọc. Pháp ấy là Chơn Như. Đế cũng có nghĩa là đề. Đề là nắm lấy dẫn lên. Ngọc Đế, Thượng Đế là pháp Chơn Như, quý báu cao thượng, làm chủ nắm lấy chúng sanh dẫn dắt đem lên. Đế cũng nghĩa là bình luận, đề mục, nêu lên. Đề là cái trán, đầu đề, nên gọi Ngọc Đế, Thượng Đế là cái Chơn Như quý báu cao thượng, như cái trán trên cao, như cái pháp để nêu lên, là vấn đề bình luận, cũng là đầu đề, đề mục của chúng sanh câu chuyện. Thế nên gọi Chơn Như là pháp tạo tâm, hóa trí cho chúng sanh, tạo hóa của chúng sanh. Tất cả chúng sanh mà được tiến lên là nhờ ngó ngay nhìn nó, nên gọi Chơn Như là thầy, là cha mẹ, là vua chúa, chúa tể. Phật hay Ngọc Hoàng, Thượng Đế là nó. Nó là pháp lý, danh từ, chứ không phải riêng ai cả. Người ta cũng gọi Võ Trụ là Chơn Như, không im lặng tự nhiên. Tự nhiên là Phật, còn không không ấy là trời. Cái trời chắc thật, còn vạn vật, chúng sanh, các pháp có, sao động là đất, cái đất thay đổi. Ấy là lý ông trời bà đất của nhân loại, chứ không phải người nào. Như thế nghĩa là trời đất đây là giáo lý, còn ông tiên, ông Phật là bậc ở núi không không, và bậc giác ngộ, Chơn Như tự nhiên, cũng ở trong trời đất Võ Trụ, chứ không phải ở ngoài chỗ nào nữa. Trong cái tự nhiên Chơn Như là gồm cả có và không, trời, đất, nuôi sống sanh sản, tạo hóa đủ cả sống, biết, linh, chúng sanh vạn vật các pháp. Vậy nên những ai lấy nó làm tâm, giữ đúng tâm Chơn Như, thì sẽ tức mình là Võ Trụ, Phật, Ngọc Hoàng Thượng Đế, chúa tể, tạo tâm, hóa trí cho cả chúng sanh. Thế mới biết rằng, Chơn Như Võ Trụ là đạo vĩnh viễn bền dài và dung chứa tất cả, kêu là đức. Nghĩa là giáo lý của nó là tích chứ không phải tiêu, tức là chứa chứ không phải bỏ. Cũng như làm mà không chấp, chứ chẳng phải chấp không, không làm. Khác nào trong thế gian không có vật gì bỏ cả. Các pháp tốt xấu đều dùng được theo mỗi việc. Các chúng sanh tội lỗi cách nào cũng có chỗ hay, giáo lý nào cũng ích lợi, vân vân. Dĩ như có kẻ kia nói rằng, ta không tin một ông Thượng Đế, một ông Phật giúp nên ta. Ta không tin được khoa học vật chất làm ta được hạnh phúc. Nghĩa là ta phải tự tin lấy ta, sự thành công ở nơi ta, tự ta tạo thời thế. Kẻ ấy hiểu như thế mà cho là đạo Phật thì kém hẹp, thiếu sót chăng? Vì tự mình, cái tự mình không làm sao được. Kìa nào ai thấy bụi đống sau lưng mình, nào ai dối tay tới sau lưng, nào tự mình sống biết, mà không phải là đang nhờ nơi tất cả cỏ, cây, thú, người, trời, Phật, tứ đại, Võ Trụ. Thế mới hay rằng, tự mình là chưa đủ, vì tự đắc, tự tôn, tự đại, tự kỷ, tự ái, tự cao, cái tự tôn, tự lập ấy, khác với Phật lý là Thế Tôn. Chúng sanh trần Thế Tôn Ngài, người ta tôn mình tốt hơn là mình tự tôn, tự đại. Chả lại cái tự mình tiếng ấy là một phần tử nhỏ, chiết ra từ trong cái tiếng ta. Ta là chúng ta, là hoàn thể tất cả trong Võ Trụ. Thế thì người ấy phải nên dùng chữ ta mới đúng, vì cũng có tự mình, cũng có Phật, Thượng Đế, cũng có khoa học vật chất, cũng có tất cả chúng sanh vạn vật các pháp Võ Trụ hiệp lại, giúp nên mới được cái ta chứ. Kìa như một câu nói khiêm nhượng nghe như êm ái làm sao. Người nọ nói rằng, diệt mình thì quán, diệt người thì sáng. Nhiều người giúp mình hơn một mình.
hay là câu nói có mình mà cũng có người, chính câu ấy mới đúng sự thật mỗi ngày. Vì thế nên gọi Chân Như là tích, nhưng tích mà không chấp, và bởi tích mà không chấp nên có kẻ tạm gọi là tiêu. Cũng như giáo lý của Phật là sinh học, tài thí pháp thí trao đổi, sống chung cho nhau, ai cũng đang sống cho nhau mới được. Ai ai cũng là đang sinh và học của nhau. Ngài gọi rằng không có cái gì là tiêu bỏ cả, chỉ tiến tới, qua khỏi, lên lớp, giải thoát, vượt ra, không cố chấp bảo thủ ích kỷ một mực cho mình. Khi mình qua khỏi là để lại cho tới phiên kẻ khác nữa đi sau. Sự không cố chấp ấy tạm gọi là tiêu vậy. Tiêu của mình dùng rồi bỏ qua một bên là để cho kẻ khác dùng, chứ không phải đi qua rồi cuốc lộ phía sau. Hay ăn dư liệng bỏ, làm đói kẻ khác để phải mang tội hủy hoại. Như thế nghĩa là trong trần thế không có cái chi tiêu hủy cả, chỉ có cái thay đổi đi từng lớp tiếp tục nhau thôi. Cũng như con đường đời, bàn chân ta trải qua rồi là người khác sẽ bước đến. Đối với mình là tiêu bỏ đi qua, đối với kẻ khác là tích dùng sẽ đến. Đó tức là chấp cùng vô chấp. Nhưng đối với giáo lý hoàn toàn thì dung hòa gồm cả, biết dùng hết, tùy theo duyên, có lấy, có bỏ, chứ không thiên vị, lấy cái nào, bỏ cái nào, ấy mới gọi là pháp tánh bình đẳng vô tranh. Pháp ấy mới gọi là pháp Phật của bậc giác ngộ cho. Thực vậy, pháp nào cũng ở trong Chân Như võ trụ nuôi chứa. Ta đâu có lấy hay bỏ pháp nào đặng. Bởi không lấy hay bỏ ấy mới gọi là giác ngộ đó. Thế nên Chân Như là dạng pháp. Ở trong dạng pháp sanh ra, hay gọi dạng pháp là Chân Như. Ở trong Chân Như sanh ra, nó vẫn nương sanh lấy nhau để đem lại sự giác ngộ cho chúng sanh. Nó như viên đe và cái búa đập nhau, sanh ra tiếng tâm, ánh sáng, hình tượng để cho chúng sanh nhìn nhận. Vậy thì Chân Như là tích, các pháp là tiêu. Có hai bên bờ sông, có cao, có thấp, có không, có trời, có đất, có chơn, có vọng, mới có sự giác ngộ của con người. Do đó mà chúng sanh trước hết hãy bỏ cái này, lấy cái kia. Sau khi được kia rồi, lại sẽ đến mực giữa để dắt dẫn lại kẻ sau cho đi tới. Cái giữa ấy mới đúng là chân nhân đạo đức. Qua khỏi cái chân, không còn chấp chân mới thực là chân. Cũng như cái trí qua khỏi cái Phật, thì tâm mới là Phật. Bởi con mắt phải đi trước xa hơn bàn chân một bước. Như thế thì Phật là tâm chân, đạo Phật là con đàn đi đến tâm chân. Phật độ chúng sanh là chỉ tâm chân cho mọi người, dìu dắt tâm người đến Chân Như, khuyên mọi người lấy Chân Như làm tâm, và Chân Như mới thực là tâm của tất cả chúng ta, y như một, có một. Chính nó sẽ là hột giống vĩnh viễn trường tồn của sống, biết, linh đó. Vậy thì Chân Như võ trụ là vẫn đang tự nhiên. Khi nào những pháp trí vọng động của thế gian không có xao xuyến, thì cả thảy là Chân Như. Pháp trí của thế gian không vọng động xao xuyến là do sự đứng ngừng tất cả sự vật. Tất cả sự vật đứng ngừng là do không tà ác. Vậy muốn không tà ác thì trong đời phải chánh thiện là trì giới. Trì giới là đứng ngừng mọi việc. Đứng ngừng, nhập định thì các pháp không xao xuyến vọng động, gọi là đã diệt trừ trí huệ, thì cả võ trụ là Chân Như mà thôi. Sự thật đúng như vậy. Tánh của ác tà là thiện chánh trì giới. Tánh của thiện chánh trì giới là thanh tịnh nhập định. Tánh của nhập định thanh tịnh là diệt độ trí huệ. Tánh của diệt độ trí huệ là Chân Như. Chân lý đã sẵn như thế, cũng như thân ta vốn chẳng chịu dơ bẩn. Khi trong sạch, không ưa xao xuyến. Không xao xuyến thì trí chẳng chấp chứa cái gì. Bởi nhờ không chứa chấp nên tâm không vọng động, đồng với võ trụ Chân Như là một. Đó là phép tu học của chúng ta, hay sự giác ngộ con đường sanh tử của chúng sanh tất cả.
ngoài lẽ thực chân lý, chánh lý ấy ra, tức là chúng sanh đi lạc nẻo tới rất xa, còn phải biết bao nhiêu khổ sầu tai họa bởi các lối yêu ma giỏi thân hay trí, đọa phạt, tâm chân vô lý. Vậy thì sau khi giác ngộ chân như, chúng ta phải cố thực hành những pháp nào để bảo giữ chân như ấy? Giả chăng chân như có ra là do trí huệ đoạn diệt. Trước phải đoạn diệt các sự chấp lầm của pháp bên ngoài, và nên biết rằng các pháp ấy là mượn tạm. Các pháp có ra như chiếc bè để đưa ta tới bến bờ chân như thôi. Vậy không nên chấp pháp. Ví như bố thí là để đến chân như, nhẫn nhục cũng đến chân như, tinh tấn để đến chân như, trì giới cũng đến chân như, thiền định để đến chân như, trí huệ cũng đến chân như. Hết thảy các pháp đều là để giữ gìn chân như, giác ngộ chân như, tập tâm chân như cả. Thế nên muốn đến chân như là phải đủ đầy trí huệ, đoạn diệt lầm mê cám dỗ che đậy. Như vậy là trước hết phải đoạn diệt cái sợ chấp thân, phải không màng sợ bệnh, dứt ngăn ý dục và không lưu luyến các pháp. Hoặc là trước phải tập làm việc bố thí, tập nói lời dịu dàng, năng tìm những sự lợi ích để cho chúng sanh mau tấn hóa đến nẻo chân như. Phải thường cộng sự với người, đặng diệt trừ ý dục, tư kỷ, vân vân. Hoặc phát nguyện độ đời, hoặc phát lòng từ bi hỷ xả, hay giữ pháp chánh thiệt lớn tròn, đủ cả các pháp lớn nhỏ chậm mau. Việc gì cũng là để hồi hướng đến ngay chân như, cũng là của trong chân như. Ta người đều phải đến ngay chân như cả thảy, đó mới gọi là pháp Phật. Phật pháp là chân như, pháp giải thoát, trong sạch, không ô nhiễm là pháp giác ngộ, không sai lạc, chẳng đắm trần. Kìa như vị Kim Cang Đại Sư, chân như đại định dưới cội Bồ Đề Chánh Giác, ngó tranh soi lũng gối, quả làm ổ trên đầu, mà ngày cũng không lay động, do đó mà giải thoát đắc đạo. Ngó tranh tức là dòm ngó tranh đua của kẻ thế gian. Khi thấy các nhà tu yên định tự nhiên theo lẽ chánh giác thì chỉ trích soi xỉa, khiêu khích, làm cho người tức tối đớn đau mà đứng lên đi chạy theo thế tục với họ. Còn quả làm ổ trên đầu là trong khi để tâm yên định thì tự nhiên xét thấy ra tai họa xảy đến, người giữ gieo vào, nhưng người cũng không núng nao lo sợ, loạn tâm thôi tu bỏ đạo, do đó mà gọi là Kim Cang Đại Sư vậy. Kìa như Đức Phật có những tên Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, Sĩ Trung Thắng, Thiên Thượng Tôn, vân vân. Cả thảy các danh pháp có ra cũng đều do chân như bổn gốc. Lại như Kinh Luật Luận hay Tam Thừa Giáo Lý, phương tiện thiện xảo từ thấp tới cao cũng là để đem lại chân như cho từng bậc. Này là Bồ Tát Thánh, Bích Chi Thánh, A-La-Hán Thánh hay Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn Thánh đã đắc lục thông ba bậc trên. Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn, xuất gia khất sĩ lớp giữa. Bồ Tát, Duyên Giác, Thinh Văn, tại gia cư sĩ, ba hạng dưới, chính phẩm ấy cũng đang tu học giáo lý chân như có một. Cũng như trẻ nhỏ đến người lớn, tới ông già sẽ hưu trí nín nghỉ, chết lần không nói làm vọng động, ấy tức là chân như. Con thú, cái cây, cọng cỏ, đồ vật, cây chi cũng có ba thời kỳ, sao chót là đến chân như. Ai cũng sẽ gặp chân như. Những kẻ nào biết giác ngộ sớm và vui hạp, không cố cưỡng là sẽ sớm được yên vui, kết quả tránh khỏi qua những thất bại khổ đau. Vì vậy nên gọi là chân như tế độ. Chân như là bà mẹ lành, là bàn tay cứu vớt ủng hộ cho tất cả chúng sanh. Những ai dễ dãi, hiếu thảo, biết ngó nhìn thương yêu mẹ, không lãng quên, ố nghịch là sẽ toại ý vui lòng, hạnh phúc cao trên hết.
Thực vậy, những kẻ chúng sanh nào dù mắc phải ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà khi giác ngộ, gặp biết chân như, hết lòng cung kính, lễ bái trì niệm, khác nào cúng dường trì niệm hầu hạ tất cả chư Phật ba đời. Giờ phước đức ấy mà thoát khỏi cái nạn khổ và sẽ đắc niết bàn trọn vẹn. Thế nên gọi chân như là bửu pháp vô giá, quý báu thần thông, quay lực trước nhiệm màu. Chân như ví như mặt trời cao, đối với chúng sanh cát bụi thấp dưới, ai ai nhô đầu ngước mắt, thọ hưởng được yến sáng của chân như là sẽ được cái sống, biết, linh hoàn toàn cử động, trở nên lợi ích, quý báu vô cùng, sáng rỡ vô lượng. Lại người ta cũng gọi rằng chân như là khí thở, vì không có không khí thở thì ai ai cũng sẽ chết. Chân như cũng ví như mặt đất, kêu là Phật địa, Phật tâm. Nó sẽ dung chứa sanh sản tất cả, tất cả đều đang ở nơi đó, nên gọi chân như là xứ cực lạc, là chỗ đến tột vui, là miếng đất trong sạch trang nghiêm, là ngôi nhà ấm kính. Nó như áo mặc của người, như cơm ăn nước uống, như bà con quyến thuộc, vân vân. Nói tóm lại, không ai thiếu sót chân như được, vì giờ phút nào ta lãng quên chân như, ấy là giờ phút khổ loạn, mà khi nhớ lại thì sẽ định vui liền. Bởi thế nên kẻ đã giác ngộ, không còn ai dám lãng quên, đoạn lìa chân như, vì chân như là sự thành tựu của tất cả. Chân như là pháp an ủi, cứu độ tất cả chúng sanh. Chân như là pháp rốt ráo không trên, cũng như khi xưa Phật hỏi các vị tu tiên trong rừng: pháp tu nào mới diệt được cái ta phàm tục để dứt luân hồi sanh tử khổ? Thì các ông ấy không ai trả lời được. Sau đó Đức Phật mới giác ngộ chân như, trong khi nhập định dưới cội Bồ Đề chánh giác, Ngài thấy rõ được chân như là vô ngã, không ta, vọng ngã, hay chân như mới là chân ngã, mới thực cái ta. Vì thế mà Ngài dạy rằng chân như là chánh pháp, chánh lý, đạo tâm của chúng sanh, hay đạo tâm ấy là đạo Phật. Vậy thì những ai tu học chân như, tức là tu học với tất cả dạng pháp rồi. Bởi dạng pháp là ánh sáng của chân như túa ra, mà người đã đến chân như, ấy là dạng pháp đã ở nơi mình, tự mình túa ra, chứ không còn nương theo dạng pháp. Thế nên gọi chân như là chân như tự nhiên, chứ không phải có hoặc không hay trung. Hiểu như thế là chân như rất quý báu, vì đi theo bao nhiêu ánh sáng là cũng chỉ có đến một mặt trời chân như đây thôi. Ai ai cũng đang có chân như, có trong mỗi niệm và cả thảy đều có, sống trong chân như. Vậy chúng ta nên phải đến với mục đích của đạo đức đại đồng.